ngày xưa. Khác cả bắt đôi trong thời đại dân gian khác, khi dân gian quan họ đã kết thành đoàn hát thì họ không bao giờ kết hôn với nhau. Đó là một đối đặc thù trong dân gian quan họ, và đồng thời cũng là một thuật tình tạo dựng nên một tình yêu cứ dần dần nửa ở nửa về, khiến cho người ta cứ thế đắm đuối theo nhau mãi. Bởi nếu hai bờ gặp nhau hỏi làm gì còn sâu nữa, những điện anh điện chị mà mãi mãi ở bên nhau chắc gì nhiều thương nhớ. Xin định thành chồng vợ và cứ mãi mãi là người yêu thế thôi, như đôi bờ sông ấy cứ đắm đuối theo nhau suốt cuộc đời. Và thật không có gì vâng vâng hứng hụt bằng kêu nhau lại không lấy được nhau, để rồi phải trả công cho chờ, trả ngói cho gì, ngói còn bên ngói mà mình tay không. Có phải vậy chăng mà không một lời ca nào, một giai điệu nào trong dân ca quan họ này không nói đến sự thổn thức đắm say, một khát vọng yêu đương nồng nàn nhất để không vòng lên tiếng gọi bạn tình ơi. Vâng, kính thưa anh giám đốc Lô, các vị khách thập phương cùng toàn nhân dân, và để chào mừng truyền thống của thôn Trạch Lôi được sự nhất trí của các đồng chí trong ban tổ chức lễ hội, và rất vinh dự cho những điện anh người chị quan đạo đến từ miền quê Bắc Ninh được về với lễ hội truyền thống của thôn Trạch Lôi. Và trong buổi chiều nay sẽ được gửi tới quý vị một chương trình canh hát quan họ thuyền rồng với chủ đề Chảy Hội Xuân. Lời tiên xin phép được thay mặt cho tất cả những điện anh người chị sẽ được trân trọng gửi tới hai giới các cụ, các vị khách thập phương cùng toàn nhân dân lời chúc lời chào cùng được quan họ. Hôm nay sum họp chúc mai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay tứ hải sao tình, tuy rằng bốn bề nhưng chung một nhà. Và các cụ như toàn thể quý vị có thể cổ vũ cho điện anh người chị quan họ cho em bằng một tràng vào tay thật tình cảm của đông ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị. Và sau đây mở đầu canh hát văn hòa buổi chiều nay, xin được trân trọng kính mời hai sứ các cụ, các vị khách thập phương cùng toàn nhân dân chúng ta cùng uống chân nước xưa cầu trầu ân tình của người văn hòa. Chị hai, chị ba, chị tư quan hòa cho em thì hát rằng chẳng dính đến xây nhà, bất than quạt nước pha trà em mời người xưa. Trà này kính vậy người ơi, mỗi người xơi mỗi chén cho chúng em vui lòng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức câu hát mời nước mời trầu dân ca văn hòa lời cổ. Xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Vừa rồi thì chúng ta được uống chén nước xây phổ trầu ân tình người văn hóa.